Chào mọi người nha, đang kiếm nó mối mà gặp được ổng mọi người. Cái này mà cỡ cỡ mà không có thấy mấy tay đó, không thấy mấy tay ngay này mọi người, là hết là không có thấy luôn. Đây mấy năm dài sao lại đèn sao thấy được. Hai ụ với là hai mình thấy là như được tay, tay hai tay. Sao lần kỳ cực kỳ khâu gì? Thấy cây mình lại. Chút nó gai ngang đây. Nhưng mà còn có một xíu mấy tay đây, thì giấy mình tạm ngưng mọi người, chừng nào có mình quay tiếp cho mọi người coi nha. Đây được món này nó đen, món này nó ấy à, món này dài ăn thấy à. Xong mày bên này chắc khỏi cần nại quá, nấm nở hết mọi người, nấm ngon quá nở hết rồi. Chân bự 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 không đó. Này chắc mình nhổ tay luôn. Này đã cắt cái này, lấy cái này để hơi nó quên. Lấy cái này để lại có 5 món ăn nữa rồi mọi người. Chân lên cao nhìn trắng nhìn đá.
tàn hết. Bò ấy quá, bò ấy là nó ăn nó mối. Lúc nhúc thêm con ốc sên lên. Sao anh mày yêu cũng được làm nồi canh canh bùn ngót mọi người này, canh bùn ngót ngọt ha, đừng nó tới còn không nữa là kiếm trái mướp chào. Khu vực này nè mọi người, mình cạo mà mình mới dám vô cái kiếm nha, chứ còn bình thường không dám vô kiếm tại cái khu này, khu quân đội, khu cấm. Được như đây mọi người, nắm trắng mình đã. Thì mình tới đây cũng kết thúc nha mọi người. Mọi người có thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ, chia sẻ cho mình nha. Chào mọi người.